Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào các bình luận viên như vậy là Asian Cup cũng đã có kết quả bốc thăm vòng bảng và duyên nợ lại đến với chúng ta rất sớm, đó là chúng ta sẽ cùng bảng trở lại với cả Indonesia. Và nếu như vậy thì nghĩa là sẽ gặp nhau là năm nay riêng cái năm 24 này là bốn lần đấy. Phải không nhỉ? Bốn lần, bốn lần đấy. Ba lần rồi nhỉ Ba lần gặp ừ, nếu thua lần 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 đồng đồng <laughs> hai lần, lần vòng loại, hai lần vòng loại. Hai lần vòng loại. Đấy thế thì và và Philippines nữa, mà Philippines ngay đâu bây giờ cũng tuyển thêm anh em Châu Âu về đá rồi đấy, Đó cũng là thú vị, anh Uy nhỉ? À, với Indonesia thì quả thật là gần đây chúng ta đá với họ rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ là một chiều đại mới rồi và chúng ta nhớ lại những cái năm trước thì Việt Nam cũng đã từng có những cái cách đá mưu lược để mà hạn chế được khả năng của Indonesia và cơ bản những gì mà tôi biết thì ông Kim Sang Sích là người thích một cái cách đá cân bằng quyền chuyển thì cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ đủ những cái con người tốt. À, thực ra quãng thời gian vừa rồi khi mà chúng ta thua Indonesia, đặc biệt là trận thua sắp mặt tại Mỹ Đình ý, thì cũng vắng những cầu thủ chủ chốt. Thì cũng hy vọng đến AFF Cup chúng ta đủ người và ông Kim sẽ có một cái đấu pháp hợp lý. Chứ còn nói thật bây giờ đá đối công với Indonesia là rất mệt bởi vì là thể hình thể lực họ đều là những người châu Âu về. À, trong bảng đấu này thực ra thì nghi bảng cũng là đi tiếp rồi. Anh em tôi cho rằng là chúng ta cũng cũng có cái cửa để mà tính toán. Và thực ra cảm giác lúc này nhá, gặp Thái Lan có gì dễ chịu hơn Indonesia nữa nữa mình hơn nữa mình đang có cái vết tâm lý. Đấy. Chính thì... xác là như thế, tôi nghĩ rằng là cái yếu tố tâm lý nó đang tác động đến cái đời sống bóng đá Việt Nam mà cụ thể là các tuyển thủ ra Khi họ gặp Indonesia bây giờ có khi nào đúng là nó còn có vấn đề hơn là khi gặp Thái Lan ấy. Nhưng mà quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là từ bây ừ. giờ đến lúc mà chúng ta đá những cái trận đấu tại vòng bảng của cái Asian Cup năm nay ấy, thì cái công việc của huấn luyện viên Kim Sang-sik nó sẽ là như thế nào. Chúng ta sẽ có hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 còn lại. chúng ta sẽ trình diễn cái bộ mặt như thế nào bởi vì đã với cả Philippines đấy. Thì Philippines này cũng sẽ có thể là Philippines và cuối năm chúng ta sẽ gặp lại. Đấy. một 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 vấn đề mà chúng ta cần phải củng cố ngay đó là cái 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 bộ khung cũng như là cái niềm tin liệu nó có được đặt đúng lúc đúng chỗ và nó có cơ thể có cái cơ sở để phát triển hay không. Và Indonesia bây giờ vào lúc này phải thừa nhận rằng họ đã đi tiến lên rất là nhiều so với chính họ và phần nào đó là so với chúng ta nữa nhưng ở góc độ so sánh giữa hai đội tuyển ấy, thì tôi có cảm nhận rằng chúng ta có cái, cái, cái sự chững lại và thậm chí là tụt lùi nếu như chúng ta đá bằng đúng cái tiêu chuẩn của chúng ta và có một cách tiếp cận đúng ấy, thì cái cuộc so đỏ nhất là với một trận đấu tại phòng bảng ấy nó cũng chưa hẳn đã là một cái trận đấu mà khiến cho chúng ta cảm nhận nhiều đến cái, cái sự thiệt thòi đâu nếu ra là cứ bình tĩnh và từ bây giờ đến lúc đó nó còn đến nửa năm nữa cơ và nói thật là tôi không tin rằng là, là chúng ta ở cái cái, cái tiêu chuẩn của khu vực Đông Nam Á này là nó sẽ có một cái sự trình lệch quá lớn và mình nên nhớ nhìn lại cái cái những cái trận đấu mà thời của viên Thu thì ngoài cái việc mà anh Huy đã nhắc nó là việc mà chúng ta thiếu tương đối nhiều trụ cột thì cái cách tiếp cận đấy là cái tiếp cận mà tôi cho rằng là nó nó rất không ổn nó có nhiều cái điều mà nó nó đáng đáng bàn vậy thì nếu như mà huấn luyện viên Kim Sang Xích hiểu được vấn đề và thích ứng với cả cái điều kiện hiện tại ấy, một cách hợp lý hơn cách tiếp cận hợp lý hơn đấy thì một kết quả hợp lý thôi ở đây tôi tôi không đặt vấn đề là chúng ta phải thắng vì chúng ta đã một trận bóng bảng đó mà còn khi nào gặp lại họ ở trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp thì chúng ta sẽ bàn thêm nhưng mà rõ ràng là chúng ta ở cùng bảng của Indonesia chứ đâu có nghĩa là chúng ta sẽ phải bắt buộc phải loại họ mà cùng bảng mà nếu gặp lại chỉ có gặp chung kết thì đúng thế đúng thì thôi nhưng làm gì có anh Tùng cũng có cái ý rất là hay nhưng mà cái hôm đó thì tôi có mặt ở trong cái lễ bốc thăm đấy và khi mà lá thăm đưa Việt Nam vào cái bảng đó thì tất cả mọi người đều ồ hết cả lên trong đó có cả các đại diện của các nước kia nữa thì hôm ấy thì tôi có nói chuyện với một số các anh em đồng nghiệp thì mọi người đều bảo là thực ra họ không 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 thi gặp lại Indonesia lắm. Có một gì đấy trần trợn. Nhưng mà đọc các diễn đàn của các cổ động viên thì anh em cổ động viên họ lại cảm thấy rằng là ô, có vấn đề gì đâu nhỉ? Gặp thì gặp thôi. Tức là tâm trạng bây giờ thì đang của nào, mọi người là tương đối đúng khác nhau. Đó. Tâm trạng mọi người tương đối khác nhau thì có một cuộc tranh luận rất là nổi ở trên mạng xã hội sau khi cái lễ bốc thăm này diễn ra. Thì mọi người đang cãi nhau xem là liệu có phải là Indonesia mạnh lên hay là bởi vì trình độ của chúng ta đã xuống. Theo thì theo tôi thì tôi cho rằng là cả hai vế đều đúng cả chúng ta có những vấn đề về mặt nhân sự chúng ta có những vấn đề về mặt lực lượng chúng ta có những vấn đề về mặt tinh thần nữa nhưng rõ ràng họ là mạnh hơn chúng ta rất là nhiều và cái sức mạnh của họ ấy nó không chỉ là ở cái lứa những cầu thủ nhập tịch mà cái sức mạnh đấy là nó được cộng thêm bởi vì họ thắng chúng ta ba trận cho nên là nếu bây giờ nếu mà hỏi xem là ai ở cửa trên trong cuộc này thì rõ ràng họ đang ở trên chúng ta mặc dù uh, cái trận đấu mà đá với chúng ta là đá trên sân mỹ đình này nhưng mà vẫn có cảm giác gì đấy nó hơi dần dợn thật nói thật với các anh là tôi cũng có cảm giác là hơi lo <laughs> lo thật sự đấy không, à, bây giờ thì đúng như chúng ta phân tích ấy, thì cái yếu tố tâm lý giống như anh tùng anh đánh gôn thì biết có những hố nó cũng không phải là quá khó nhưng cứ đến hố đấy nó lại hỏng là ý nói rằng là gì nó cái trợn trợn về mặt trận tâm lý à, nó, mỗi người nó có một cái, 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 cái điểm yếu một cái ngưỡng đó. về mặt tâm lý nào đó cái ngưỡng nó phải vượt qua khi vượt qua rồi thì thấy nó dễ sẽ nhưng mà quả thật rằng là khi mà với một trận bóng đá này thì thôi thì cũng giống như chúng ta phải hiểu rằng là cả một thời gian rất dài Indonesia gặp chúng ta cứ thua không thắng được đúng không? Hình như là cũng không gặp chúng ta phải 20 năm mới mới thắng được mà thì trong khoảng thời gian đấy là họ cũng có cái ngưỡng tâm lý của họ. <laughs> họ như rồi thì họ đã vượt ra. qua và khi vượt qua rồi thì họ làm cho một 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 một, một, một chập luôn. Thế bây giờ thì thôi bóng đá nó là như vậy. Nhưng mà sau khi sau khi họ uh, sau khi bốc thăm xong thì anh em báo chí có hỏi ông Kim mấy câu thì ông ấy nói đại ý rằng là tức là tôi thấy ở trong những tuyên bố của ông ấy nó có một cái dấu hiệu nào đấy mang tính chấn an các cổ động viên ông ấy nói rằng là với lực lượng hiện tại của chúng ta thì chúng ta có thể chúng ta sẽ hướng tới mục tiêu là vô địch đấy là điều nhất cái câu thứ hai ông ấy nói rằng là nếu có thể thì tôi sẽ xin những tham vấn từ hội luyện viên sơ tức là trong cái câu đó nó đã hàm chứa hai điều thứ nhất là chúng ta có thể hiểu được là à sẽ có một cái sự tiếp nối nào đó với những nhân sự với những con người và có thể cả chiến thuật để giành chiến thắng của ông pang sơ đấy là thứ nhất và các cổ động viên chắc chắn sẽ rất sướng vì nghe à ở đây không có một cái sự ngắt kết nối nào với ông pang sơ vẫn được coi là một thần tượng của các cổ động viên chúng ta nữa mà có sự kết nối đây là điều đấy là điều nhất điều thứ hai là một huấn luyện viên chưa cầm quân một trận đấu nào chưa có một cuộc tập trung nào nhưng nói một câu như thế thì bản thân các cổ động viên sẽ có một cái sự chấn an nào đó về mặt tinh thần đấy dù sao cũng là một ý tốt của ông ấy cái này dễ hiểu thôi bởi vì là đá với Indonesia việc đầu tiên là đá an toàn không để thua chứ còn thời gian vừa rồi chúng ta chọn cách tiếp cận sai thành ra là tự mình chui đầu vào dọ và tôi cũng nhận thấy là tại V League hiện nay để mà ông đi các sân ông tìm được cầu thủ nào mới mà không trông một lực lượng cũ của ông bác là khó đúng không? bởi vì là mật độ thi đấu dày như vậy và chúng ta cũng thấy không có nhân tố nổi bật thế thì thời gian tới một số cầu thủ mà vắng mặt trong cái hai trận gặp Indonesia gần nhất sẽ trở lại thì chúng ta có những con người đó có cái cách tiếp cận hợp lý và lực lượng của mình đủ dù sao thì thế này indonesia có những cầu thủ trở về từ châu âu sức vóc như vậy nhưng việt nam lại có những người đá với nhau lâu rồi quen nghe mình có những cái thế đá của mình những cái thế đá đã từng hạ gục indonesia thế nên tôi cho rằng là hãy cứ nhập cuộc một cách nó rất là là bình thản thôi và mục tiêu đặt ra vô địch cũng là đúng bởi vì nói chung cùng đông nam á lâu nay việt nam và thái lan đua nhau bây giờ có thêm cái tam mã thì nó cũng vui mà và nó cũng thúc đẩy khu vực phát triển mục tiêu mà mà, chỉ tiêu ấy của liên đoàn bóng đá Việt Nam trao cho huấn luyện viên là lọt vào trận chung kết. Nhưng ông ấy lựa chọn cái giải pháp tuyên bố rằng là đội sẽ đá vì chức vô địch. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái tuyên bố rất là hợp lý bởi vì chỗ là vào trận chung kết với chức vô địch nó cách khác nhau có hai trận ừ. đấu thôi. Mà đằng nào đã vào đấy còn mỗi một đối thủ thì cái việc mà đặt ra cái mục tiêu vô địch ấy nó nó không có gì là là, là, là gọi là quá cả. Ừ. Còn nếu như mà mục tiêu là vào bán kết mà anh ấy đặt ra mục tiêu vô địch tức là đặt vừa hẳn chỉ tiêu theo cái kiểu đó thì nó sẽ có một cái gì đó nó có vấn đề. Bởi vì thực lực của chúng ta chúng ta sẽ biết là chúng ta đang đứng ở đâu. Và tôi nghĩ rằng là ông ấy ngoài cái ý mà anh Ngọc nói tôi cũng chia sẻ ở chỗ là ông ấy đang chấn an cái dư luận khi mà chưa có một cái cái trận đấu thực tế nào. Nhưng mà ông ấy tôi cho rằng ông ấy cũng có những cái cách tiếp cận đúng ở chỗ là nhìn cái mặt bằng trình độ của khu vực Đông Nam Á thì cầu thủ Việt Nam của chúng ta, tiêu chuẩn các tuyển thủ Việt Nam của chúng ta do dù là người cũ hay người có thể mới lên thì chúng ta cũng không đến mức độ là thua kém cái kiểu là gọi là chưa đá đã biết thua. Đấy là đấy là đấy là vấn đề tâm lý của của của, của đám đông. Mọi người đang nhìn thấy là cứ bảo là bây giờ đá hành đô kiểu gì cũng thua. Ừ. đấy là cái tâm lý chung của chúng ta khi mà chúng ta đang gặp phải Mình những trận Nhiều ngại. quá. Đúng ạ. Ừ. À? Thực sự mà nói nếu như chúng ta đá đến với một trận đấu nhất là cái trận đấu mà ở vòng loại World Cup 2026 nếu như chúng ta đặt mục tiêu rằng là chúng ta sẽ đá để lấy một điểm. Ừ thì tôi tin rằng là chúng ta cái tiếp cận là khác sẽ, nhau sẽ sẽ, sẽ sẽ giải quyết được vấn đề tuy nhiên là nó có nhiều những cái yếu tố nó nó bất lợi cho chúng ta quá và nói thẳng ra là kết quả đấy là kết quả khó chấp nhận nhưng chuyện đấy là là chuyện quá khứ rồi và bây giờ đang là một cái một cái hoàn toàn có thể là một giai đoạn mới chúng ta không phải là tự động viên nhau theo cái kiểu là yên tâm đi mọi chuyện nó mới rồi thì nó sẽ khác nhưng mà tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể để đá một cách gọi là hợp lý chứ còn đá đàng hoàng và trên chân như ngày trước ấy thì hơi khó mà nếu như muốn nói là không thể vì bây giờ là người ta đã là một người một đội khác, khác rồi, rồi. đúng ta không? lớn lên rồi mà mình thì vẫn yếu đi